Xin chào tất cả các bạn, mình là Thư Ba Bu nè. Đến giờ á, công việc nhà của mình đã xong rồi, mình cũng đã tập thể dục xong rồi, cơm nước, nhà cửa, dọn dẹp, quần áo, nấu cơm cho chồng ăn, cái gì cũng đã xong xuôi hết trơn rồi. Bây giờ thì ảnh đã đi làm, giờ mình chỉ còn có một tí xíu quần áo để ủi và sau đó là mình sẽ có vài tiếng nghỉ ngơi. À, mà không phải là nghỉ ngơi đâu nha, một vài tiếng này á, khi mà mình nằm ở trên ghế sofa thì mình sẽ dành thời gian này để đi thăm, đi xem những video mới của các bạn mà mình được biết thông qua cái thông báo hiện ở trên cái điện thoại của mình. Đây là mớ quần áo mà mình cần phải ủi đây. Ở đây có một cái áo của mình nè, hai cái khăn tay của anh xã nè, một cái áo đi làm, hai cái áo đi làm và một cái quần tây. Bao nhiêu đây thì sẽ không có nhiều lắm, chắc mình chỉ ủi khoảng 15 phút là xong. À, mình vẫn còn một công việc cũng không có kém phần quan trọng, đó là mình sẽ đem cái mớ rác thải này để mà bón vô trong những cái chậu hoa của mình. Đây là số rác thải bếp mà mình đã để dành trong 2 ngày qua, bao gồm vỏ chuối nè, vỏ đu đủ nè, vỏ tỏi nè, cải nè, linh tinh rất là nhiều thứ. Bây giờ thì mình sẽ mang ra và phủ lên trên những cái gốc cây ở ngoài cái khu vườn nhỏ của mình ha. Và đây là khu vườn nhỏ của mình đây, hay còn gọi là Sky Garden của mình đây, khu vườn trên mây, bao gồm những loại lá cây gia vị nè mà mình sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như là lá cà ri nè. Còn ở đây á, là có thêm hai cây ớt con nữa. Ở đây là cây ngò rí, mình cũng đã ươm một số hạt ngò rí ở đây, nhưng mà cuối cùng chỉ có hai cây là lớn thôi, còn phần lớn những cái cây con ở đây á, thì đã bị chim nó bay đến và nó ăn mất tiêu rồi. Còn đây là cây nha đam. Cây nha đam này á, cái nhánh của nó nhỏ lắm cho nên nó mình không có sử dụng để nấu chè, mà thỉnh thoảng mình chỉ dùng để đắp mặt nè, massage da mặt nè. Và nghe nói là nha đam á, nó có vai trò rất quan trọng trong việc làm sạch không khí, cho nên mình cứ để ở đây và mỗi ngày á, mình tưới nước để mình thấy á, cái cây nha đam nó xanh tươi tốt như thế này á, cũng đủ làm cho mình vui rồi. Còn đây là em bạc hà của mình đây. Cây này mình không biết gọi là bạc hà hay là cây môn đốt nữa, nhưng mà cái bụi cây này á, lúc nào nó cũng cho mình á, khoảng 4 đến 5 cái tán lá như vậy á, cũng đủ làm cho mình cảm thấy rất là vui khi mà nhìn thấy cái màu xanh tươi mát của cái lá bạc hà này. Còn đây là những em hoa màu hồng hồng tím tím rất là xinh, ngày nào cũng cho mình á, khoảng 5-7 cái hoa hết á, mình rất là thích nó. Còn đây là em chanh của mình đây. Mình đã ôm nó từ khi nó chỉ là một cái hạt nhỏ xíu từ xíu nè. Sau đó em lớn từ từ bằng một lóng tay của mình, sau đó thì bằng hai lóng tay, ba lóng tay, cuối cùng là cao khoảng một gang tay. Và bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ cái chiều cao của nó là đã khoảng nửa mét rồi đó. Mình rất là thường xuyên hái lá của nó vô để mà nấu món canh tôm dăm. Còn đây là cái chậu mà ở trong đó có một cái cây basil nè, cây lá quế. Cây này thì mình trồng từ cái nhánh. Còn những cái cây này á, chồng mình nói là cà chua, nhưng mà mình nói với chồng mình á là mình không bao giờ mình trồng cà chua ở đây, mà mình cũng không biết tại sao là cà chua nó lại mọc lên nữa. Còn đây là phần rác thải nhà bếp. Có lúc á thì mình làm xiên, mình xay ra và sau đó mình sẽ đổ cái xác lẫn cái nước lên trên cái chậu này. Có những lúc á, là mình đặt trực tiếp cái phần rác thải này lên trên đây luôn. Do mình tưới nước mỗi ngày á, rồi ở đây á, cái không khí nó thoáng nữa, cho nên nó không có mùi hôi. Mà thông thường á, chỉ mất khoảng 3 đến 4 tuần thì những cái phần rác thải này nó sẽ biến thành màu đen, và sau đó là nó sẽ hòa lẫn cùng với đất. Còn đây là em ớt của mình đây. Mấy hôm nay á, hai cái cây ớt này của mình á, nó đã bắt đầu nó to hơn, nó đã có nhiều lá hơn, màu xanh rất là mướt, rất là ngọt. Mình hy vọng là một thời gian nữa thì các em sẽ lớn lên một tí xíu và các em sẽ cho mình trái. Nhìn cưng ha. Còn đây là cái chậu cà chua của mình. Ngày hôm qua là ngày lễ và mà mình sẽ quyết định là mình sẽ nhổ cái cây cà chua này để mà có chỗ trồng cái loại gia vị khác. Nhưng mà khi bắt đầu nhổ bỏ thì mình cảm thấy rất là tiếc. Dù sao thì mình cũng đã ươm, mình giữ nó trong khoảng 3 tháng nay. Biết rằng có những lúc mình nhìn cái bụi cà chua này, mình không biết là lý do gì mà mình có thể giữ cái em này lâu đến như vậy. Vì mấy bạn biết là khoảng 3 tháng nay
mấy em rất là cao và mọc ra rất là nhiều nhánh nhưng mà không có cho mình cái hoa lẫn cái trái nào. Nghe nói là trồng cà chua, nếu như mà muốn cà chua có trái thì mình phải mạnh dạn cắt bỏ những cái cành, mình chỉ giữ cái phần cây dài ngoằn á, thì sau đó thì nó mới có thể kết hoa và kết quả được. Thế là điều kỳ diệu đã xảy ra, khi mà mình còn đang phân vân cái việc nhổ bỏ hay là giữ lại thì mình nhìn thấy một em hoa cà chua. Trời ơi, mình rất là mừng luôn. Mặc dù mình không biết là từ cái hoa này á, thì sẽ có kết quả gì hay không, nhưng mà cái hoa cà chua màu vàng này á, làm cho mình có thêm niềm tin để mà giữ lại em này. Thế là ngày hôm qua, thay vì là nhổ bỏ hẳn cái cây cà chua này thì mình đã quyết định là mình giữ lại cái cây cà chua, và mình đã bắt đầu tỉa, mình cắt bớt những cái cành và mình giữ lại cái phần thân dài. Hôm nay thì mình có ý định là mình sẽ lấy một cái cây chổi cũ không sử dụng nữa để mà cắm vô cái chậu này làm vàng. Để sau đó thì mình sẽ dùng dây để mà buộc cái phần thân cây cà chua này vào trong cái thân cây, cố định định hình cho cái thân cây nó có thể đứng lên, và mình sẽ tiếp tục tưới nước. Mình hy vọng là cây cà chua này sau này sẽ cho nhiều hoa hơn, và nếu như mà có quả thì mình sẽ rất là vui. Mình ước gì là cây cà chua này cho mình quả mấy bạn. Tự vì ở Papua, nếu như mà các bạn đi vào siêu thị mua cà chua thì một trái cà chua đến 3 kina tương đương với 1 đô la, tương đương với lại 23.000 Việt Nam đồng. Còn nếu như mà mình đi chợ thì cà chua có giá là 1 kina và chỉ bằng như đây thôi, nó nhỏ lắm. Cho nên không có gì vui hơn nếu như mà mình có cái niềm vui mỗi ngày khi mà nhìn cây cà chua màu xanh ngát nè, rồi lại có hoa nè, và sau này là có thể cho mình quả nữa. Ok, mình sẽ cố gắng mình chăm sóc mấy em nhiều hơn. Còn bây giờ mình sẽ đem cái phần rác thải nhà bếp này để phủ lên trên gốc của những cái chậu cây mình trồng ở trong khu vườn của mình nha. Mình rất là vui khi các bạn đã dành thời gian xem video của mình, và đừng quên tặng mình một like. Mình tên là Thư, người Biên Hòa Đồng Nai, hiện đang sống tại đất nước Papua New Guinea. Mình rất vui nếu như video này mang đến cho các bạn những phút giây giải trí vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.